mình cầm thì mình đỡ đứng. Rồi. Hello mọi người. Tôi bố có gắn tay phone hả? Đây. Nhân vật quan trọng. để đi coi cái thành phố phân trước về đêm. Đây thành phố Tha Phan Thiết về đêm này nha, nơi Bác Hồ dừng chân dạy học năm 1910. Bác Hồ có dạy học ở đây hả? Có cái di tích Dục Thanh phía bên đây lại là cái ngày mà bác ra đi tìm đường cứu nước, thì bác dừng chân dạy học ở đây một năm năm 1910. Rồi có năm 1911 bác mới vô Sài Gòn, bác xuống tàu bác đi đi hướng đến nhà Rồng, đi qua Pháp hay đi xuống tàu á. Đi xuống tàu cho nên là năm 1910 là Nghĩa Tất Thành có dừng chân dạy học ở đây, và cái khu di tích của bác vẫn còn bên kia vẫn được lưu giữ. Đây là thành phố Phan Thiết, đây là trung tâm chưa trung tâm chưa? Nó cái chỗ này thì nó cũng là dạng trung tâm, nhưng mà nó không phải là trung tâm hành chính. Nhưng mà nó cũng là nó mở rộng về hướng bắc, thì cái chỗ nhà xe Phương Trang rồi dân cư ở đó thì nó thấy hơn. Đúng rồi, nhưng mà ở đây cũng nhộn nhịp náo nhiệt, cũng đèn hoa phố phường này cũng tùm lum tà la. Chào Mạnh Đức Quỳnh. Thôi quen già đâu chưa vô à? Ông già hả? Ông thôi quen à? Ông thư quan nó đang ở mở lại đó, mình mở lại mình. Thì mình mở lại mình, ông thấy mình mở lại ông vô ông coi chứ. Chắc vậy. Ở bên này chắc là nhà có công chuyện, nó cũng bỏ lâu lắm rồi, nó mới lại hôm qua nay thôi. Con thấy ông la nhưng mà không có lên, tại vì không có vô đi làm về đầu mệt. Mệt, nói chung là cái điều đó không ai bắt buộc, thích thì lên lít thôi. Nhưng có cái điều sáng nay tao thấy không có nói chuyện được, mà ông bệnh, ông bạn già tao thì ông bệnh, cho nên ông bệnh ông mệt thì ông không chịu. Sáng nay tao với ông làm lai, vậy hái vậy. Rồi, có Phượng á, có Phượng là gần về rồi. Ông về Việt Nam chưa hay là ông? Ông thôi, còn ở bên Mỹ đó. Gần về đây khoảng đầu tháng 6 là ông về rồi. Còn một hai tuần gì nữa, một tuần nữa là ông về rồi. Đây là cái khu này là... Ồ, đây nó có cái tượng đài của... Tượng đài chiến thắng. Tượng đài chiến thắng. Tượng đài nó giải phóng Phan Thiết là ngày 19 tháng 4. 19 tháng 4 là giải phóng Phan Thiết. Ở đây đẹp quá thấy không? Đứng bên bãi cỏ quay cũng được, được quay lại, mày quay là bên kia có không? Bên này đẹp quá. Đi ra cái đường này là. Ô này đèn luôn, y chang nó Cần Thơ nó cũng ná giống vậy nè. Là tối là lên là đèn là muôn màu muôn sắc, quá rồi đẹp. Nói chung là bữa nay cái điều kiện phát triển á là nó không phải là lễ phải không? Nó chưa phải là không. Nó qua lễ rồi. Ở đây những cái ngày lễ dịp Tết rồi là đông lắm. Nói chung là cái việc bây giờ là gọi là Phan Thiết vẫn còn là thị xã hay là lên tỉnh rồi? Lên thành phố rồi hả? Thành phố Phan Thiết. Lên bữa nay là 20 mấy năm rồi mà. Ồ, tao là không. Ồ, đẹp ghê chưa? Đẹp không? Rồi chưa? Cực kỳ chưa? Phan Thiết là lên năm 99 là lên thành phố. Đây. Đó, thành phố Phan Thiết đây. Lộng lẫy nguy nga, buổi chiều thấy thiên hạ vẫn đi dạo mát ha. Cuộc sống của họ rất bình yên thấy không? Đây giờ này đâu có làm ăn gì đâu, họ đèo nhau họ đi đó, thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Đấy. Bữa nay sáng qua trời bữa nay nó mưa, mấy bây giờ cũng nắng. Nó mưa cho nên cũng đường phố hơi vắng. Chứ còn không là đông lắm. Bên này tối mày quẹo lại mày quẹo bên kia đường kìa, cái chỗ này chỉ cái đường quá trời đẹp, cái đường nó đông nó đèn nhiều. Nó xây lâu đài không? Đây hả? Đây là khu trước đây là trung tâm hành chính. Sở đang làm nằm ở đây. Dạ. Sở kho bạc ở tài chính kho bạc rồi nó nằm đó rồi. Cái đường này là ra tới
Dạ. Đó đi ấy là từ chỗ phố đi cái này là tới biển rồi. À, tới biển rồi đó hả? Ồ, nhưng mà tối ngoài biển có gì không? Gì đó, không, ê, khách này có bán đồ ăn uống gì không? Có bán có bán đồ nhậu gì không? Đó, đó. Ờ, hàng rong thì không phải có quán xá đàng hoàng. Lâu đài. Đấy là cái ra ra bắt coi là cái ra nó biển xong bọn người đi. À. Cái khu dân cư này cái đây là cái này nó cũng vậy. Ờ, bây giờ nó phát triển nhà rất là mắc quá. Và đây là nhà đây là mấy chục tỷ như một căn không à? Khu này là mấy. Oh, wow. Nói chung là tao đi ban đêm như vậy thì chỉ ngắm thành phố về đêm thì màu sắc rực rỡ thôi, tao chưa thấy đi ban ngày. Ngày mai buổi sáng mà rảnh là chở tao đi một vòng nữa. Ban ngày á thấy sáng mai chở bác bố đi. Ok. Đi thì đi vòng buổi đế đi vòng tham quan cái khu gì rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Bạn chưa. Mình muốn coi cái hiện thực trạng mà cái mà ban ngày nó có đẹp hay là không nơi đó. Mình ban ngày mình mới thấy quay biển rồi mình mới thấy nước xanh này kia, chứ còn tự nhiên đụng cái ban đêm tôi thường rồi mình được quay gì đi chưa không. Oh wow, đây nè, cái này là cái gì đây, đây là thì khách sạn hay là không phải nhà hàng đó. Đó, nhà được rỡ chưa? Đó. Vậy là trung tâm thành thành phố Toa Phan Thiết thì suy ra nó cũng nhỏ chứ đâu có lớn ha. Dạ, cái trung tâm đó, nói chung là bây giờ nó cũng rộng. À. Khu dân cư kia. Đây là ra biển rồi, cái công viên biển thì... Ồ, đây là tới biển rồi. Đây là công viên dưới kia là biển rồi. Nhưng mà tối thui à. Năm du lịch quốc gia 2023 đây Bình Thuận nè, đó là thấy ô tô thấy khột khiếp không, ô tô đậu nè quá trời không, hai bên đường thấy kinh khủng chưa. Ôi vậy đó, bên này nữa, trời ơi quá trời quá đất luôn, thấy không. Quay lại cái đường, quay ra những cái đường kia. Quay lại cái đường hồi nãy mà anh đèn nhiều đó. Đây là ô tô đậu nè. Trời đó, dân Việt Nam nghèo quá. Tối chiều tối nó đi dạo mát đi bằng ô tô. Nó xuống bãi biển nó ăn. Tính ra chưa có ra mày sớm, ngày mai mới đi, nhưng mà tại vì con nhỏ cháu nó bị trục trặc với lại nó học thi á, cho nên bị đó ra chưa, nó quỷ cái chuyến đi ra, ta thấy vậy ta điên mình. Ngày mai là không có cái đoàn đi ra hay là có mình bé ngày mai về lại à? Không, ngày mai nó không có đi ra, nó quỷ rồi, nó không đi, có mình ta về lại thôi. Tại tao hứa mày là ta phải ra trước mà thăm mày, thứ hai là thăm Chu Khoan. Đồ quá Chu Khoan bây giờ đi kiếm điểm này xong rồi cái mình thấy là họ phải chuyển nhà đâu. Cái này là kiểu nhà Tây, cái nhà Tây này chắc là còn sót lại chứ đâu có quay xe mới hả? Mới hả? À, nó khi nó xây theo kiểu châu Âu, nó khi kiểu một cách trò. Khu dân cư này là mới xây dựng, bắt đầu là khoảng cỡ 7 năm nay. Cái khu này là mới 7 năm mà, khu này trước đây là một cái sân golf. Sân golf rồi họ học động nhiều quá, họ chuyển qua. Thì khu này là khu nhà. Cho nên bữa nay tóc tóc nó còn cái chủ thì có hết đầu nhưng mà người ta chưa xây dựng nữa. Về đất lượng, nhưng mà cái đất này đâu có dễ vừa mua được. Đất của này mới là đất không, đất quay cũng có mấy tỷ. Mười mấy tỷ một miếng đất, trời ơi. Một trăm mét vuông cái này nó có... Mười mấy tỷ, 100 mét vuông. Ồ mà. Đúng rồi, thành phố này thành phố du lịch mẹ ơi. Dạ,
Thì nó bị chỗ đó ra giá nó cao, đúng rồi. Giờ chưa, ông Phượng còn ngủ mà bên đó giờ mới có sáng, mới có 4 giờ sáng, 5 giờ sáng à. Ừ. Nói chung là đất nước mình bây giờ tỉnh nào cũng phát triển cả, mà mỗi tỉnh đều có cái nét đẹp riêng, và mỗi tỉnh hầu như là cũng có cái khu du lịch riêng của họ nữa. Ở Bình Dương cũng có khu cũng du lịch, cũng tối ra đèn đuốc sáng trưng giống vậy nè, Bình Dương á, mà Bình Dương rồi à, ồ vậy giống như trong Sài Gòn vậy đó hả? Ờ dạ. Mấy công viên là đẹp quá, sạch sẽ. Đúng rồi. Nay mai là sẽ hỏi làm đó, cái chỗ của mày làm á, phía bên kia đường thấy nó bán đồ quá trời đó. Dạ không bán đồ ăn nhé, đồ ăn đồ. Ừ, ừ. Kêu vợ mày qua ăn luôn. Ông của đó nó đồ ăn vặt chứ. À, đồ dê ha, dê ha. À. À, à. Ok, ok. Chào Thắng Huệ, bố đi ra Phan Thiết, ngay đây là cái chỗ thằng ở Phan Thiết nè. Đây là thành phố Phan Thiết. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, Nguyễn Tùng. Đúng rồi đó, đúng rồi, đúng rồi. Huy đây, Huy đây. Ủa, mà chưa đâu. Đây, Huy đây, Huy đây. Hai bé cháu chở đi dạo, dạo phố. Ở đây, 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 đẹp quá nè. Ở Bình Thuận giao lưu vô ngay tới đâu tới nha. Bình Thuận ở đúng phải ở đây Phan Thiết chứ. Phan Thiết, Phan Thiết. Ồ, Mã Đáo đâu? Mã Đáo mà Mã Đáo biết bây giờ thì lâu quá rồi không thấy Mã Đáo đâu. Mình các bạn không gì cái mình chẳng biết. Đâu có biết ổng là ai, hùng quá. Ông đó cũng hơi lên lai lắm. Trời giờ hết rồi. Bây giờ lại này
Trời, đường bên này rộng quá hả? 1, 2, 3, 4, trong thành phố mà 3, 4 lẻ rồi. Ngày xưa cái đường này chắc là nhỏ lắm, sau này mưa thôi thúi rồi, mưa là thui rồi, mưa là thua. Nhà thuốc nè, nhà thuốc tây rồi các cái đủ thứ, nhà thuốc lộc châu. Nó suy ra là cái chào Nguyễn Hữu Nhàn nha. Ờ, có bác Nhàn cứ buôn đi hả, bác Nhàn vô rồi hả? Ờ. Ảnh là đợt trước anh nói anh ra Phan Thiết, anh nói anh ghé mình. Cuối cùng rồi xong có viên điện lại nó lỡ rồi, bây giờ anh em nó không dừng lại rồi không đi luôn. Là ông già về đó. Trời cũng hứa ra đó nè, trời ơi tao cũng không biết chừng sao tao đi ra được đây. Tại vì nó nói vậy thôi chứ cũng rất là nó cứ níu chân mình rồi bận biểu lắm phải không? Tao bây giờ có xuống nhà của ông Thường Chi nhóc nhậu đúng không? Là... Có, thứ ầu bà nó mời đây 17 tay thì phải đi nè. Là lý do là đám dỗ bà già. Bà già thứ nhất cho nên ra đi. Đâu chỗ nào đâu vô mà là di tích lịch sử hả? Nó là di tích lịch sử đâu. Mày gần lại tôi vô tôi quay cho cái đàng hoàng. Con sông này kêu con sông gì? Trời ơi. Ở nơi đây là toàn bộ khu di tích lịch sử, nhưng mà hiện giờ đang tắt đèn tối thui à, ban đêm rồi đóng cửa hết. Thôi được rồi thì có cái gì ngày mai đi, ngày mai sáng mai đi, sáng mai đi, sáng mai đi. Đây là cái khu di tích, sáng mai đi. À, cái khu vực này là nơi đây là Bác Hồ chuẩn bị đi đi về bến Nhà Rồng để mà đi xuống tàu đó phải không? À, Bác Hồ dừng chân tại đây dạy học ở đây một năm à, trước khi đi ra qua Pháp xuống tàu đi qua Pháp á làm bầu vàng đó năm 1910 là ở đó.